Sau đây là phần bình luận với tựa đề Lê Thanh Hải, từ tên thợ hàn trở thành đại tham quan, phần 2. Đã có những câu hỏi, những khẩu hiệu nói về sự oán hận vô ngần của dân Oan đối với tên tham quan vô độ này. Trùm tham ô phản quốc, bí thư thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải rồi sẽ bỏ chạy đi đâu? Chúng tôi là những người dân quận 9 và quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, bị ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lợi dụng chức vụ quyền hạn, đẩy chúng tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, đói nghèo, không đất, không nhà, không tài sản, không nghề nghiệp, việc làm. Sau đây, tôi nêu các hành vi tham nhũng của anh em ruột trong gia đình ông ta và băng nhóm tham nhũng. Việc tố cáo này đến nay đã hơn 12 năm, với vài trăm lá đơn đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành của Ban Bí thư Trung ương, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Nay chúng tôi tiếp tục viết đơn này, mong nhờ các trang mạng, blog và các phương tiện thông tin đưa giúp sự việc này ra trước công luận để độc giả trong và ngoài nước nhìn nhận và suy nghĩ đúng đắn hơn về vị ủy viên Bộ Chính trị này. Ông Lê Thanh Hải trước khi nhận chức bí thư thành ủy là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cùng gia đình lợi dụng việc thu hồi đất cho dự án công nghệ cao, đã thực hiện hành vi tham nhũng rất lớn, đất và tiền là tài sản của nhà nước và của công dân. Nhân dân đã không còn sợ hãi và đã ghi rõ tên cùng địa chỉ của mỗi cá nhân, những dân oan. Thời điểm là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải cùng phe nhóm đã lợi dụng danh nghĩa dự án khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, đã coi thường pháp luật, tự ý thu hồi vượt quy định hơn 2 triệu mét vuông đất của người dân. Bằng chứng như sau: theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh được thu hồi 913 hectare, trong đó 801 hectare là đất thu hồi từ hộ gia đình cá nhân và đơn vị. Còn lại là 112 hectare đất điều chỉnh từ đất công, kinh rạch và đường giao thông. Theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ số 256 TTCP 54 ngày 22 tháng 2 năm 2008. Nhưng ông Lê Thanh Hải đã chỉ đạo ban hành 3 nghị quyết 2666 QĐUB, 2717 QĐUB và 2193 QĐUB có tổng cộng đất thu hồi từ hộ cá nhân, gia đình và tổ chức là 913,1633 hectare. Riêng ở ba quyết định này đã thu hồi thêm 112 hectare đất. Ngoài ra, ông Hải còn chỉ đạo cho ông Nguyễn Văn Đua ban hành thêm 7 quyết định khác, thu hồi thêm 160 hectare để dùng làm đất tái định cư, nhưng thực tế chưa được cấp nào phê duyệt và đến nay cũng không sử dụng làm đất tái định cư cho những người bị thu hồi đất. Hiện nay, đất này không biết nằm vào trong tay những người có quyền lực nào. Tóm lại, ông Lê Thanh Hải và nhóm trục lợi đã cố tình thu hồi đất trái pháp luật khoảng 272 hectare đất của người dân để trục lợi riêng và làm cơ sở để lên chức, lên quyền. Phải chăng thành phố Hồ Chí Minh là phần lãnh thổ không thuộc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên ông Hải và nhóm trục lợi có quyền phớt lờ pháp luật do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành? Vì vậy, không thể biện minh đây là sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để lấp liếm cho hành động trái pháp luật đối với hành vi nêu trên. Người dân nhận thức rằng đây chính là biểu hiện của tư tưởng cát cứ bản vị, địa phương chủ nghĩa và không tôn trọng pháp luật của ông Lê Thanh Hải cùng nhóm trục lợi. Nội dung tố cáo: vụ việc chỉ định thanh niên xung phong thành phố làm chủ đầu tư dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài gây thất thoát, lãng phí hơn 100 tỷ đồng, hiện vẫn treo nợ là do ai quyết định? Người dân ai cũng rõ Lê Tấn Hùng, giám đốc quản lý dự án, là em ruột của ông Lê Thanh Hải. Tại sao lại không làm cho rõ trách nhiệm lãng phí thuộc về ai? Và ai sẽ phải gánh số nợ hơn 100 tỷ tạm ứng từ ngân sách thành phố? Hơn 100 tỷ đồng này là con số công khai, còn thực chi chưa thấy công bố. Số tiền này ông Lê Tấn Hùng có hoàn trả lại cho thành phố Hồ Chí Minh hay không? Chưa có câu trả lời. Vụ quy hoạch đường Tân Sơn Nhất, Bình Lợi cố tình nắn tuyến trái với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục đích gì, có lợi cho ai và làm thiệt hại tới 49 hộ dân khác, đến nay vẫn chưa công khai kết quả thanh tra cho người dân được rõ. Tự mình vẽ lại để phục vụ cho những lợi ích cá nhân nào đó nằm trong tuyến đường này để thu lợi bất chính cho cá nhân hay tập thể của thành phố, cần được Thanh tra Chính phủ vào cuộc và làm sáng tỏ. Hà Nội, Sài Gòn và ở các tỉnh đều có điểm chung là những đường cong mềm mại của các quan tham.
Vụ quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm, hơn 160 hectare đất tái định cư tại chỗ biến mất, không thuyết minh được cho người dân. Phải chăng 160 hectare đất này đã được phân chia cho các cá nhân và tổ chức nằm trong nhóm trục lợi của ông Hải? Tại sao đến nay sự việc không được công khai minh bạch? Ngoài ra, còn có nhiều vụ khác như dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là phân lô bán nền trái pháp luật. Dự án đài tưởng niệm vua Hùng thu hồi đất của dân trái pháp luật vô tội vạ. Các dự án đường tại Cần Giờ giao cho thanh niên xung phong mới làm xong đã bị hư hỏng, vân vân. Ngày nay tại Việt Nam, người dân nghe đến các dự án đều có thể đoán biết ngay bọn tham quan đang đục khoét đào mỏ ngân sách. Bà Trương Mỹ Hoa, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1945, là nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam. Bà bí danh tên thường gọi là Bảy Thư, sinh tại xã Bình Ân, thuộc tỉnh Gò Công, ngày nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 1963, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Wikipedia. Gia tộc họ Trương, bên vợ của Lê Thanh Hải, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc, văn phòng, căn hộ như khách sạn thương mại An Đông, cao ốc căn hộ cao cấp Seawood Residence và đặc biệt là tòa nhà 40 tầng Times Square, dự án từng được ví như viên ngọc của Thành phố Hồ Chí Minh khi tọa lạc ngay góc đường đắt đỏ nhất của Sài Thành. Đế chế kinh doanh của dòng họ Trương hiện tại nằm trong sự lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một công ty tư nhân quyền lực và cũng kín tiếng bậc nhất hiện nay. Nữ đại gia Trương Mỹ Lan đang sở hữu khối tài sản ước tính lên đến 6.700 tỷ đồng tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Theo giới thiệu trên trang web, tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 với tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Vạn Thịnh Phát có cùng họ Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Linh. Về việc 65 hộ dân Sài Gòn đồng loạt tố cáo Bí thư Lê Thanh Hải. Ngày 22 tháng 4 năm 2013, 65 hộ dân quận 9 bị cướp đất trong cái gọi là dự án khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ký tên tố cáo đích danh ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm pháp luật, bao che tham nhũng. Theo nguồn tin từ thành phần kháng chiến cũ, Lê Thanh Hải thuộc nhóm của Huỳnh Tấn Mẫm, biểu tình bị cảnh sát rượt té, sụp nắm xuống cống, bị bắt, sau đó trốn vô mật khu. Vào năm 1975, tham gia trong lực lượng thanh niên xung phong, đàn em của Võ Văn Kiệt. Một thời gian Lê Thanh Hải không lên trung ương nổi, bởi vì dính vụ việc thành lập khu công nghiệp Tiền Giang bị thất thoát vài chục tỷ. Lời tuyên bố của Thái tử Đảng Lê Trương Hải Hiếu giữ uy tín cho mình và gia đình, nói lên bản chất thật sự của chế độ điều hành kiểu lãnh chúa. Còn đám cháu chắt khác lông nhông trong nước ăn chơi hoặc đang ở Mỹ, Úc, Canada dưới danh nghĩa du học để làm kinh tài rửa tiền cho dòng họ Lê Trương không kể xiết. Cái chế độ ngày đêm khoác lác là tinh hoa, ưu việt chỉ là một bản sao của triều đình phong kiến xa xưa với những thế lực đen tối tranh nhau và sẵn sàng giết nhau chỉ vì quyền lợi. Thành đoàn thành ma, đời cha lưu manh, vô học, hy vọng có lúc về hưu để may ra có người khác khá hơn thay thế. Nhưng cái nọc con rắn vẫn còn ở cái đuôi, nó lại truyền sang đời con. Sự lưu manh dối trá từ trẻ nên việc cướp bóc trở thành con hơn cha nhà có phúc. Con cái mới nứt mắt đã lo bố trí vào các vị trí bí thư đoàn thanh niên, bí thư đảng ủy, những chức vụ chỉ cần lắm điêu ngoa, giỏi nói láo là được. Những vị trí tha hồ móc tiền ngân sách để xài, chẳng mang lại lợi ích gì cụ thể cho xã hội, không ai kiểm soát được. Rồi cứ thế tiến lên đỉnh cao trí tuệ. Lớp trẻ này tuy đã đi du học ở các nước Tây Âu văn minh, nhưng khi trở về, đụng vào quyền lợi và túi tiền riêng, thì chúng nó sẽ chẳng khác gì cha mẹ chúng, tha hồ bốc hốt. Trên đây chỉ kể sơ lược một vài trường hợp cụ thể nhiều người biết, còn trong thực tế thì hiện tượng 4C trong bộ máy Cộng sản Việt Nam phải cần đến một bộ từ điển nhiều tập thì mới có thể liệt kê hết những trường hợp được biết đến. Đàn em của Hải trong chốn thương trường tại Sài Gòn giờ đây đang khốn khổ vì khối bất động sản khổng lồ đang đóng băng. Mặc dù đại quan dùng hàng ngàn tỷ từ ngân sách xây đường cao tốc mà chẳng có ma nào thèm dòm ngó đầu tư, Hải luôn muốn phát triển về phía đông nam của Sài Gòn. Đó chính là lý do chính yếu của việc định hướng xã hội chủ nghĩa theo quan điểm trong kinh tế học gọi là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Lê Thanh Hải chính là kẻ đã ra lệnh đàn áp dã man các cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân Sài Gòn,
Chính vì vậy mà biểu tình ở Sài Gòn lúc nào cũng yếu kém hơn so với Hà Nội. Một trong nhiều trường hợp thật độc ác với các cựu đồng chí của mình, đó là đối với bà Dương Thị Kính. Chẳng những không được nhà nước cấp nhà đất để ở, mà còn bị Lê Thanh Hải cùng đồng bọn đập tan nhà và cướp trắng đất ở tại 255-6-27 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, mà bà đã mua bằng đồng tiền bà chắc chiêu cả đời. Bản thân đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, có mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng, có bố, chồng, con và cả bốn em trai mà bà Kính đã giúp mẹ nuôi dạy từ nhỏ, đều tham gia vệ quốc đoàn, rồi quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó ba em trai Dương Văn Cổ, Dương Văn Hữu và Dương Văn Linh đã chết vì chống Pháp. Một thành phố thoáng về làm ăn kinh tế, nhưng văn hóa thì hết sức bảo hoàng, nếu không nói là thành hồ thành phố vong thân. Nền giáo dục Việt Nam đã và đang khủng hoảng trầm trọng. Sang thế kỷ 21 rồi mà giáo trình phổ thông và đại học của Việt Nam vẫn vô cùng lạc hậu hàng vài chục năm so với nước ngoài, bởi vì người lãnh đạo đâu có được giáo dục đàng hoàng để giáo dục. Những con người chỉ giỏi đấu đá để tranh ăn, xuất thân là vô sản lưu manh, hốt sạch của dân mọi thứ nếu chúng có thể vươn cao được. Hà Nội sẽ hết sạch cây xanh, còn Sài Gòn sẽ chính thức thành biển cả vì năm nào đến mùa mưa thành phố cũng ngập nước, với toàn những dự án cống thoát nước hàng tỷ đồng từ thuế của người dân. Lãnh đạo Việt Cộng cũng tiếc cái ghế mà chúng đang ngồi khi phải bàn giao lại cho kẻ khác, bởi vì cái ghế đó đã đem lại cho chúng quá giàu, cho chúng ăn chơi xa hoa trị lạc trác táng mà không ai có thể nói và làm gì được chúng. Trước Lê Thanh Hải, với Võ Trần Trí làm bí thư được gọi là Tú Ông Trần Trí, nghĩa là bố trí kế hoạch phục vụ sinh lý cho các lãnh tụ Hà Nội là chủ yếu, còn lại là thứ yếu. Đỗ Mười gần 90 còn nuôi con mòn. Một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ dưới thời Lê Thanh Hải đã loạn luân với con gái của mình, nhưng rồi cũng qua đi vì có đảng bảo kê. Hãy xem khuôn mặt của Lê Khả Phiêu để biết tướng hoang dâm là như thế nào. Và từ nay, những lãnh tụ nào có hình ảnh như thế khiến người ta có thể liên tưởng. Hà Nội bể ống dẫn nước sông Đà 20 lần, dân tình khổ sở, chặt hàng chục ngàn cây xanh cổ thụ giá trị cao, cướp hàng chục ngàn mẫu đất của dân nghèo, biến họ thành những người vô gia cư, vô nghề nghiệp, sống lang thang đầu đường xó chợ, tội ác tài trời chất thành núi. Sài Gòn, trước Dinh Gia Long, đối diện tiền sảnh, ngay giữa công viên, xây một nhà vệ sinh công cộng, bán vé, và bên sau Dinh Độc Lập, nay gọi là Dinh Thống Nhất, dựng lên quán cà phê 30 tháng 4 kinh doanh, cùng các nhà hàng có thể thuê làm đám cưới, đám ma tất tần tật. Những đô thị nhếch nhác, văn minh thua xa Đà Nẵng, ăn xin vé số đầy đường, trộm cắp tràn lan, trợ cấp xe bớt cả nghìn tỷ mỗi năm mà vẫn bẩn và trễ giờ. Hai thành phố lớn nhất Việt Nam đã bị lãnh đạo hơn thập niên bởi hai khuôn mặt tham lam vô độ, đẻ ra một đội ngũ tham nhũng vào bậc nhất nhì cả nước. Trí Đoàn qua việc tặng quà lưu niệm cho thượng nghị sĩ John McCain Hoa Kỳ, nhưng cái đầu sao bé nhỏ quá trên dòng nước rực màu phù sa, chảy xiết, mãnh liệt, không ngừng biến đổi, nhưng bao dung như mang theo bề dày lịch sử dân tộc của sông Hồng. Việt Nam không thể phát triển, có lẽ nguyên nhân là đây. Sài Gòn ngày nay, người bán vé số không còn đi mời mà lết trên đường gây cản trở giao thông và phản cảm vô cùng. Nạn bị kẹt xe, người xe nhúc nhích mà trườn lên cả vỉa hè. Dân trí ngày càng thấp, chỗ nào cũng có bảng quảng cáo, rác đến đầy đường. Nơi nào cũng có mùi khai, ngay cả chung quanh nhà thờ Đức Bà, quan lớn thì vô cảm, hành dân là chính. Thời đại công nghệ thông tin vũ trụ mà vẫn còn gắn loa phóng thanh khắp nơi để tra tấn nhồi sọ con người. Phạm Quang Nghị ở Hà Nội và Lê Thanh Hải ở Sài Gòn ra đi, nhưng những di căn mà bọn chúng để lại thì ngàn năm sau vẫn đè nặng lên đôi vai của người dân. Cái trò mếu máo sụt xịt, những khuôn mặt thịt theo tướng mệnh bị coi là người có tâm ác độc của bọn quan đảng với những giọt nước mắt cá sấu sau vụ cải cách ruộng đất. Nó vừa giả dối, vừa vô duyên, trơ trẽn, lố bịch. Phạm Quang Nghị cảm động, nuối tiếc vì bị Tổng Lú cùng các đồng chí đồng đảng lừa và loại ra khỏi các chức vụ đảng. Hắn hy vọng cái chức Tổng Bí Thư hoặc Chủ tịch Quốc hội, Lê Thanh Hải với chức Chủ tịch nước. Thật khốn nạn, khốn khổ cho cái lũ quan đảng, biểu hiện của một chế độ đã mục nát, thời hậu Cộng sản đã bắt đầu. Về hưu như thế thì con cháu dòng họ nhục lắm. Những dòng họ độc tại Việt Nam, ăn gian nói dối một đời, gian tham tàn độc một đời, hút máu đồng loại một đời, những quái thai thời đại,
những bản án chống nhân loại đang chờ đợi chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận có tựa đề Lê Thanh Hải, từ tên thợ hàn trở thành đại tham quan, phần 2. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Xin chúc quý vị một năm mới an khang.